Chào các bạn, thì mình sẽ giới thiệu mời các bạn tham quan điểm du lịch vườn quýt hồng của Hai Kiệt ở La Dung, Đồng Tháp nha các bạn. Thì từ ngoài đường đi vào khoảng 150m. Đây là những người đã tham quan rồi, người ta đi ra nha. Quá trời quýt luôn mấy bạn ơi. Chào các bạn, thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn nghe là vườn quýt hồng Hai Kiệt ở La Dung, Đồng Tháp. Vé vào trong vườn là 50.000, không bao gồm là bẻ trái cây nha các bạn. Giống cái chợ hồng mới 6 ngày rồi. Vào vườn quýt này thì mua vé xong rồi mình ăn xong rồi mình mới được vào vườn. Ngọt không? Ngọt không? Thử đi. Quá trời mít này, quýt này ngọt anh em ơi. Chưa ăn rồi biết ha. Tại bay mùi. Quá ngọt rồi. Nói chung là không có được ngọt. Hơi hơi à. Đó, ai cũng vào đây ăn rồi mới vô vườn quýt nha các bạn. Cái này ông ăn luôn vỏ ở đây dễ này chị. Đây là vườn quýt đường quýt hồng Hai Kiệt nha các bạn. Ồ, quá nhiều luôn các bạn ơi. Ông bà thầy bao vô ông sùm nữa. Thôi đi vô đi đái đi. Đây là vườn quýt hồng. Quá đẹp mấy bạn ơi. Trái quá trời màu hồng luôn à. Vườn quýt hồng Hai Kiệt. Vé vào cổng là 50.000.
bao ăn luôn. Đó. Các bạn thấy không, rất là nhiều. Quýt này là quýt tiều ha. Ở đây là chỉ tham quan thôi, không được hái trái nha các bạn. Trái thì chủ vườn không có cho hái, thì các bạn ăn no nê ở ngoài trước thôi, chứ không được có vô đây hái. Quá trời trái luôn mấy bạn ơi, trái chín không, phải dùng cây chổi chịu mới nổi. Hết sức đẹp. Quá trời trái luôn mấy bạn ơi. Vườn quýt hồng này rất bự nha các bạn. Quýt ngọt không mấy bạn? Ngọt luôn. Rất là ngọt luôn. Thử đi anh. Ăn thử đi anh. Cảm ơn. Nào, quay về ba cảm ơn. Nè. Ngọt lắm luôn. Quýt nào đi ăn đi. Không ngọt thiệt. Ngọt ngọt ngọt. Ngọt. Bây giờ khỏi quýt được không? Quá trời trái luôn các bạn. Quá trời trái luôn nha mấy bạn. Quá xí trái. Có tiêu rồi đây. Dạ, hả? Cái đứa. Không. Đúng rồi. Rồi. Đúng
chụp một tấm không? Cái miếng cây nào mà trái nhiều như vô cái cây nào mà trái nhiều nữa. Quá nhiều luôn các bạn ơi. Ông bà thầy bà vô ông sùm nữa. Thôi đi vô đi đái đi. Đi vô đi kiếm cà phê uống là ngon giúp Ngọc ơi.
Đây là vườn quýt hồng, quá đẹp mấy bạn ơi, trái quá trời màu hồng luôn à. Vườn quýt hồng 2 kiệt, vé vào cổng là 50.000, bao ăn luôn. Đó. Các bạn thấy không, rất là nhiều. Quýt này là quýt tiều hả? Ở đây là chỉ tham quan thôi, không được hái trái nha các bạn. Trái thì chủ vườn không có cho hái, thì các bạn ăn no nê ở ngoài trước thôi, chứ không được có vô đây hái. Quá trời trái luôn mấy bạn ơi, trái chín không, phải dùng cây chổi chịu mới nổi. Hết sức đẹp. Quá trời trái luôn mấy bạn ơi. Vườn quýt hồng này rất bự nha mấy bạn. Quýt ngọt không mấy bạn? Quá ngọt luôn, rất là ngọt luôn. Thử đi anh. Ăn thử đi anh. Cảm ơn. Nào quay về ba năm luôn nè. Ngọt lắm luôn. Quýt nhận đi ăn nha. Không ngọt thiệt. Ngọt ngọt ngọt. Ngọt. Bây giờ khổ quýt được không? Rồi, cũng được rồi. Dạ, hãy mình chụp chưa ạ? Quá trời trái luôn mấy bạn ơi. Nó
quá trời trái luôn nha mấy bạn, quá xí trái. Có tiêu rồi đây. Dạ, hảo cái đứa không. Đúng rồi. Rồi, chụp một tấm không? Cái mấy cây nào mà trái nhiều nhưng vô cái chỗ này mấy trái nhiều nè. Ồ, quá nhiều luôn các bạn ơi. Ông bà thầy bao vô ông sùm nữa. Thôi đi vô đi đái đi. Đi vô đi kiếm cà phê uống rồi ngon giúp Ngọc ơi. Đây là vườn quýt hồng, quá đẹp mấy bạn ơi, trái quá trời màu hồng luôn à. Vườn quýt hồng 2 kiệt, vé vào cổng là 50.000, bao ăn luôn. Đó. Các bạn thấy không, rất là nhiều. Quýt này là quýt tiều ha. Ở đây là chỉ tham quan thôi, không được hái trái nha các bạn. Trái thì chủ vườn không có cho hái, thì các bạn ăn no nê ở ngoài trước thôi, chứ không được có vô đây hái. Quá trời trái luôn mấy bạn ơi, trái chín không, phải dùng cây chổi chịu mới nổi. Hết sức đẹp. Quá trời trái luôn mấy bạn ơi. Vườn quýt hồng này rất bự nha các bạn. Quýt ngọt không mấy bạn? Quá ngọt luôn. Rất là ngọt luôn. Thử đi anh. Ăn thử đi anh. Cảm ơn. Nè, quay phê banh ăn luôn nè. Ngọt lắm luôn. Quýt ngọt đi ăn đi. Không, ngọt thiệt. Ngọt, ngọt, ngọt. Ngọt, ngọt, ngọt. Ôi, tặng kiểu kiếm rồi. Dạ, cái được không?
Quá trời trái luôn mấy bạn. Quá trời trái luôn nha mấy bạn. Quá xí trái. Thank you.
thương mẹ. Quá nhiều luôn các bạn ơi. Ông bà thầy bá vô ông sùm đó. Thôi đi vô đi đái đi. Đây là vườn quýt hồng. Quá đẹp mấy bạn ơi. Trái quá trời màu hồng luôn à. Vườn quýt hồng 2 kiệt. Vé vào cổng là 50 ngàn. Bao ăn luôn. Đó. Các bạn thấy không? Rất là nhiều. Quýt này là quýt tiều ha. Ở đây là chỉ tham quan thôi, không được hái trái nha các bạn.
trái thì chủ vườn ta không có cho hái, thì mấy bạn ăn no nê ở ngoài trước thôi, chứ không được có vô đây hái. Quá trời trái luôn mấy bạn ơi, trái chín không, phải dùng cây chổi chịu mới nổi. Hết sức đẹp. Quá trời trái luôn mấy bạn ơi. Vườn quýt hồng này rất bự nha các bạn. Quýt ngọt không mấy bạn? Quá ngọt luôn. Rất là ngọt luôn. Thử đi anh. Ăn thử đi anh. Cảm ơn anh. Quay về ba năm luôn nè. Ngọt lắm luôn. Không ngọt thiệt. Ngọt ngọt ngọt. Ngọt. Quá trời trái luôn mấy bạn ơi. Quá trời trái luôn nha mấy bạn. Quá xí trái. Có tiêu qua đây. Dạ, hảo cái đứa. Không, chúng ta. Rồi, chụp một. Tắm không? Kiếm cái cây nào mình trái nhiều. Nhưng vô cái cây nhiều nè. Nhiều nhất là ai vô. Ồ, quá nhiều luôn các bạn ơi.
Cá xuống đây. Ông bà thầy bà vô ông sùm nó. Thôi đi vô đi đái đi. Đây là vườn quýt hồng. Quá đẹp mấy bạn ơi. Trái quá trời màu hồng luôn à. Vườn quýt hồng 2 kiệt. Vé vào cổng là 50.000, bao ăn luôn. Đó. Các bạn thấy không, rất là nhiều. Quýt này là quýt tiều ha. Ở đây là chỉ tham quan thôi, không được hái trái nha các bạn. Trái thì chủ vườn không có cho hái, thì mấy bạn ăn no nê ở ngoài trước thôi, chứ không được có vô đây hái. Quá trời trái luôn mấy bạn ơi, trái chín không, phải dùng cây chổi chịu mới nổi. Hết sức đẹp. Quá trời trái luôn mấy bạn ơi. Vườn quýt hồng này rất bự nha mấy bạn. Quýt ngọt không mấy bạn? Quá ngọt luôn. Rất là ngọt luôn. Thử đi anh. Ăn thử đi anh. Em mời anh. Quay về ba năm luôn nè. Ngọt lắm luôn. Quýt ngọt đi ăn nha. Không, ngọt thiệt. Ngọt, ngọt, ngọt. Ngọt, ngọt, ngọt. Ôi, tặng kiểu kiếm rồi. Quá trời trái luôn các bạn. Thank you.
nhau gì hơn. Không lá nó gì đâu mà nó vẫn không dùng. Quá trời trái luôn nha mấy bạn. Quá xí trái. Có tiêu ngoài đây. Nhà hảo phía trước. Không. Đúng rồi. Rồi. Chụp một. Tắm không? Kiếm cái cây nào mà trái nhiều. Nhiều như vô. Nè, cái cây này trái nhiều nè. Ồ, quá nhiều luôn các bạn ơi. Ông bà thầy bao giờ ông sầm nó. Thôi đi vô đi đái đi. Đái cũng không đi vô đi kiếm cà phê uống rồi ngon giúp Ngọc ơi. Đây là vườn quýt hồng. Quá đẹp mấy bạn ơi. Trái quá trời màu hồng luôn à. Vườn quýt hồng 2 kiệt. Vé vào cổng là 50.000. Bao ăn luôn. Quá trời luôn. Đó. Các bạn thấy không? Rất là nhiều. Quýt này là quýt tiều ha. Ở đây là chỉ tham quan thôi, không được hái trái nha các bạn. Trái thì chủ vườn không có cho hái, thì các bạn ăn no nê ở ngoài trước thôi, chứ không được có vô đây hái. Quá trời trái luôn mấy bạn ơi, trái chín không, phải dùng cây chổi chịu mới nổi. Hết sức đẹp. Quá trời trái luôn mấy bạn ơi. Vườn quýt hồng này rất bự nha các bạn. Quýt ngọt không mấy bạn? Quá ngọt luôn. Rất là ngọt luôn. Thử đi anh. Ăn thử đi anh. Cảm ơn. Nè, quay phê ba năm luôn nè. Ngọt lắm luôn. Quýt ngọt đi ăn đi. Không, ngọt thiệt. Ngọt, ngọt, ngọt. Ngọt, ngọt, ngọt. Ôi, tặng như tiểu tiếu à.
Quá trời trái luôn mấy bạn. Quá trời trái luôn nha mấy bạn. Quá xí trái. Ồ, quá nhiều luôn các bạn ơi. Ông bà thầy bao giờ ông sầm nó. Đây là vườn quýt hồng. Quá đẹp mấy bạn ơi. Trái quá trời màu hồng luôn à. Vườn quýt hồng 2 kiệt. Vé vào cổng là 50 ngàn. Bao ăn luôn. Đó. Các bạn thấy không? Rất là nhiều. Quýt này là quýt tiều ha. Ở đây là chỉ tham quan thôi, không được hái trái nha các bạn. Trái thì chủ vườn không có cho hái, thì mấy bạn ăn no nê ở ngoài trước thôi, chứ không được có vô đây hái. Quá trời trái luôn mấy bạn ơi, trái chín không, phải dùng cây chổi chịu mới nổi. Hết sức đẹp. Quá trời trái luôn mấy bạn ơi. Vườn quýt hồng này rất bự nha các bạn. Quýt ngọt không mấy bạn? Rất là ngọt luôn. Thử đi anh. Ăn thử đi anh. Cảm ơn. Nào, quay về ba năm luôn nè. Ngọt lắm luôn. Quýt ngọt đi ăn đi.
không ngọt thiệt. Ngọt ngọt ngọt. Ngọt. Quá trời cháy luôn mấy bạn. Không lá nó gì đâu mà nó vẫn không. Quá trời cháy luôn nha mấy bạn. Quá xí cháy.